Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin chào quý vị. Em đang đứng ở đây là cái lô đất thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái lô đất này á, là diện tích đó là 2.900 m2. Trong đó có 120 m đất thổ cư. Và hiện tại cái lô đất này là đang trồng bưởi, một vườn bưởi da xanh luôn. Rất là đẹp. Bưởi đang thu hoạch rồi nha anh chị. Tươi tốt lắm. Là bây giờ cái mặt tiền cái lô đất này của mình đó là hai mặt tiền. Một mặt tiền đường nhựa này á là được 29 mét mặt tiền đường nhựa này. 29 mét. Đường thông như vậy, hai hướng đường đều thông hết. Đây, khu dân cư rất đông. Đường thông đường. Cái đường nhựa thì cái đường nhựa này là mới làm lại. Rất là đẹp. Còn cái đường đất này á, cái đường đất 3 mét này là được 100 mét mặt tiền, 100 mét. 100 mét mặt tiền đất này, còn cái đường đất 3 mét này thì đang chuẩn bị lên bê tông là gì nha. Đã ký duyệt hết rồi. Bây giờ chỉ có đợi ngày là lên bê tông thôi. Cái đường đất 3 mét này là sẽ lên bê tông. Anh chị xem đám bưởi mình. Đám bưởi đẹp nha anh chị nha. Bữa nay thì đang thu hoạch hết rồi. Đất này đất đỏ Ba Giang, màu mỡ, rất là màu mỡ nha anh chị. Lô đất hai mặt tiền. Khu dân cư đông đúc. Trái rất là nhiều anh chị ơi. Bưởi da xanh, cái này giống bưởi da xanh. Cây rồi đang rất là tươi tốt.